Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2022 của tuổi Tý. Tử vi tháng 10 âm lịch cho thấy con giáp này từ công việc tới tình cảm, bản mệnh khá hành thông, thuận lợi, mang lại cho những chú chuột tháng mới an lành, như ý. Bách Việt chủ đào hoa dự báo vận trình tình duyên rực rỡ của người tuổi Tý trong tháng 10 âm lịch này. Tuy nhiên, mức độ vừa phải là đào hoa tốt, thế nhưng với những ai đang có gia đình, thật ra lại là cám dỗ. Bạn nên tránh xa kẻo gây hại cho hạnh phúc gia đình của mình. Tử vi tháng 10 âm lịch của những chú chuột cho thấy vận trình sự nghiệp của con giáp này tháng nay thuận lợi, khi mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Bản mệnh thời gian này rất khiêm tốn và luôn lắng nghe ý kiến của mọi người để cải thiện chất lượng công việc cũng như trong cuộc sống. Nguyệt lệnh trường sinh mang lại trái tim hài hòa nhân hậu cho bản mệnh. Tháng này dù có chuyện gì xảy ra cũng không làm bạn suy nghĩ nhiều khi bạn biết bỏ qua mọi chuyện. Hơn ai hết, bạn biết quản trị cảm xúc của mình để tránh xa những suy nghĩ tiêu cực ảnh hưởng tới các phương diện của cuộc sống. Có nhiều việc cùng lúc, bản mệnh mới có sự bình tĩnh để đánh giá, thấu đáo. Thậm chí, cả việc người khác đối xử không tốt với mình. Nhờ cách tư duy tích cực mà bạn cảm thấy đầu óc của mình rất minh mẫn, sáng suốt. Nhờ thế các quyết định liên quan đến công việc cũng trở nên thuận lợi và tốt đẹp hơn. Xem tử vi tháng 10 âm lịch năm Nhâm Dần 2022 của người tuổi Tý qua từng phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Bước sang tháng 10, những chú chuột dồn hết tâm sức cho sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, nếu đặt công việc lên trên tình cảm và sức khỏe là điều không nên đâu. Nếu có thể, nên tìm cách để có sự cân bằng giữa làm việc, lên kế hoạch chính xác thời gian cho từng việc. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bạn bày tỏ quan điểm cá nhân đối với đồng nghiệp trong công việc. Điều này sẽ mang lại những kết quả đáng ngờ. Tam hội còn mang tới những cơ hội hợp tác thành công để bản mệnh cảm thấy tự tin hơn trong việc ký kết cùng làm ăn với những người phù hợp, có chung mục tiêu và lý tưởng. Không chỉ có thể, việc tham gia một vài hoạt động ngoài trời sẽ giúp bạn lấy lại năng lượng. Biết đâu bạn sẽ nhận ra sức mạnh tiềm ẩn bấy lâu của mình. Trong công việc chuyên môn, bạn sẽ nhận được những thách thức mới khá thú vị. Một người đồng hành mới sẽ thắp sáng tâm trạng u ám của bạn ở thời điểm này. May mắn là tư duy của con giáp này cởi mở nên sẵn sàng lắng nghe, cân nhắc thêm chứ không cố tình gạt đi nhanh chóng. 2. Luận về phương diện tài lộc. Bước sang tháng 10 âm lịch, người tuổi Tý sẽ dành phần lớn thời gian để lên kế hoạch chi tiết cho những dự án cá nhân và kế hoạch quản lý tiền bạc. Bạn sẽ cần phải hạn chế nhu cầu mua sắm một cách xa xỉ, vì đây là lúc mà các khoản tiết kiệm đầu tư nên được ưu tiên. Bên cạnh đó, một vài cơ hội kiếm tiền sẽ đến, vậy nên đừng có cho đi tài năng của mình một cách miễn phí. Những gì bạn nổi trội cũng là điều có thể kiếm tiền. Đừng xem đó là chuyện đương nhiên, còn giáp người tuổi Tý nhé. Thực thần ghé thăm mang lại cho những chú chuột những cuộc gặp gỡ ra tiền. Cho dù đang ngồi ăn, cũng nghĩ ra những ý tưởng hay ho để thực hiện. Những người bạn cũng có thể làm bạn làm ăn trong tương lai nếu hai người có cùng chung chí hướng. 3. Luận về phương diện tình duyên. Tử vi tháng 10 âm lịch này cho thấy, chuyện quản lý cảm xúc được xem là một trong những ưu điểm hàng đầu của người tuổi Tý. Trong trường hợp nếu phải bộc bạch cảm xúc của mình, bạn hãy cân nhắc và thật cẩn trọng. Tháng mới có dấu hiệu có lộc con cái, có lợi ích cho sự sinh nở. Nếu ai đang có kế hoạch bầu bí thì đây là thời điểm cực kỳ lý tưởng. Những lúc hai người xảy ra chút tranh cãi nho nhỏ thì bạn nên dành thêm thời gian để suy ngẫm lại những mong muốn của mình trong mối quan hệ tình cảm hiện tại. Điều gì khiến bạn trăn trở? Hãy nhớ rằng
Bạn không nhất thiết phải tỏ ra quá mạnh mẽ. Việc chia sẻ suy nghĩ cho đối phương sẽ giúp cả hai thêm thấu hiểu và đồng cảm cùng nhau nhiều hơn. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Tý trong tháng 10 âm lịch này không thật sự như ý. Thời điểm dễ bị ho khan, khô mũi, khô da. Bạn nên thường xuyên bổ sung đủ nước cho cơ thể, đừng đợi quá khát mới uống. Ngoài ra, với thời tiết này cần phải cấp ẩm cho da. Nên thường xuyên sử dụng dưỡng ẩm cho cả mặt và cơ thể, đừng quên chống nắng cho dù những ngày rằm mát khiến cho bản mệnh suy nghĩ rằng không cần thiết. Có những dấu hiệu làm việc quá sức khi bạn tập trung dường như không thể nào dứt ra khỏi công việc được. Hãy cho bản thân nghỉ ngơi phù hợp để tái tạo lại năng lực, đừng để kiệt sức bạn nhé. Nhị hắc nhập cung đồng nam nhắc nhở con giáp này cần phải chăm sóc sức khỏe nhiều hơn. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Tý trong tháng 10 âm lịch năm Nhâm Dần 2022 như sau. 1. Tuổi Mậu Tý mệnh hỏa, nam sao thủy diệu, nữ sao mộc đức, khẩu quyết tránh nghe mà nhiều chuyện, tức ngồi lê đòi mách gây ra những hiểu lầm không đáng có. Quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Ngọ, tiểu nhân, tuổi Tỵ, tuổi Hợi, màu sắc may mắn, màu hồng, màu tím. 2. Tuổi Canh Tý mệnh thổ, nam sao mộc đức, nữ sao thủy diệu, khẩu quyết hãy tự lực vì đó là cách để bạn trưởng thành một cách nhanh nhất. Quý nhân phù trợ tuổi Dậu, tuổi Mùi, tiểu nhân, tuổi Hợi, tuổi Thân, màu sắc may mắn, màu trắng, màu tím. 3. Tuổi Nhâm Tý mệnh mộc, nam sao Vân Hỡ, nữ sao La Hầu, khẩu quyết tài lộc được cải thiện rõ rệt trong tháng mới. Quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Thìn, tiểu nhân, tuổi Hợi, tuổi Dậu, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu đen. 4. Tuổi Giáp Tý mệnh kim, nam sao thủy diệu, nữ sao mộc đức, khẩu quyết có nhiều người mang lại cho bạn những ý tưởng mới mẻ hay ho. Quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Sửu, tiểu nhân, tuổi Tỵ, tuổi Tuất, màu sắc may mắn, màu vàng, màu xám. 5. Tuổi Bính Tý mệnh thủy, nam sao mộc đức, nữ sao thủy diệu, khẩu quyết giúp đỡ người khác là tốt nhưng cần có giới hạn. Quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Mùi, tiểu nhân, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tháng 10 âm lịch năm Nhâm Dần 2022 của người tuổi Sửu, chăm chỉ sẽ gặt hái được trái ngọt. Bước sang tháng 10 âm lịch là khoảng thời gian khá bận rộn, nhưng bù lại những chú trâu sẽ nhận được nhiều niềm vui trong công việc. Ngoài ra, cơ hội thăng tiến trong tháng cũng rất cao. Tháng 10 âm lịch năm 2022 có nguyệt lệnh dưỡng cho thấy người tuổi Sửu tràn đầy nhiệt huyết trong tháng mới. Bạn phát huy điểm mạnh của một người chăm chỉ, cẩn thận, cần cù, nhờ đó mà bắt đầu gặt hái được những thành công đáng kể. Bạn mở rộng giao tiếp để có thêm những cơ hội mới và được mọi người đón nhận. Tuy nhiên, cần lưu ý là bạn nên tránh tiếp xúc với những nguồn năng lượng tiêu cực từ người khác. Có thể họ cũng gây không ít ảnh hưởng đến bạn. Chuyện tình cảm không còn rõ ràng như trước khi cả hai đã cố gắng trong việc gia tăng sự giao tiếp, bày tỏ những suy nghĩ của mình. Nhờ thế mà thời gian này cả hai hạn chế được những tranh cãi hiểu lầm. Thiên Cẩu Hung Tinh cho biết rằng có nguy cơ vướng vào thị phi chỉ vì những câu chuyện không đầu không cuối với bạn bè, đồng nghiệp. Do đó, người tuổi Sửu cần vạch ra ranh giới trong những cuộc đối thoại trước mọi tình huống. Xem tử vi tháng 10 âm lịch năm 2022 cho người tuổi Sửu qua từng phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Những chú trâu rất chăm chỉ, quyết tâm dồn thời gian của mình cho công việc, nhưng mãi không thấy xong vì dường như mỗi lúc một nhiều thêm. Có cảm giác bạn bị khối lượng công việc khổng lồ đè bẹp. Thế nhưng đó là dấu hiệu cho thấy việc làm ăn, kinh doanh của bạn đang đi đúng hướng. Nếu là người làm công ăn lương thì lúc này bạn được công nhận về năng lực. Cơ hội thăng quan tiến chức xuất hiện khá rõ ràng. Tuy nhiên, nếu việc tới quá tải thì cũng nên xem xét lại.
ai cũng có 24 giờ một ngày, còn khi cảm thấy quá sức thì nên nhờ sự hỗ trợ. Nếu cần, hãy nói điều mà bạn mong muốn và nêu ra để bảo vệ quyền lợi chính đáng của bản thân trong cả sự nghiệp lẫn đời sống riêng tư. Tam hội nâng đỡ giúp cho người tuổi Sửu hợp tác làm ăn có lợi trong tháng này. Tuy nhiên, với lĩnh vực mà bạn không hiểu rõ thì cứ tự tốn, chỉ nên đầu tư một khoản nhỏ và tăng dần theo thời gian. Các quyết định vội vàng không hề tốt trong bất cứ hoàn cảnh nào. 2. Luận về phương diện tài chính. Tháng này có thể thấy cơ hội phát tài phát lộc đang tới, những chú trâu nhớ chuẩn bị tinh thần để đón nhận. Bạn cần sốc lại tinh thần làm việc vào cuối tháng nếu không muốn bỏ lỡ mất cơ hội vàng. Nếu có ý tưởng nào còn đang ấp ủ, đã đến lúc để bạn triển khai. Tuy nhiên, có dấu hiệu cho thấy các khoản chi của bản mệnh trong tháng này hơi nhiều, bao gồm cả chi tiêu cho cưới hỏi, đám hiếu mà trai. Những khoản ngoài dự kiến này cũng đã ngốn của bạn một số tiền kha khá. Thời gian này, bản mệnh cũng bắt đầu có ý thức cao về việc đầu tư tiết kiệm. Bên cạnh việc tích lũy hàng tháng, bản mệnh còn tìm hiểu thêm về thông tin đầu tư. Bạn muốn hiểu rõ việc nên bỏ tiền vào đâu để sinh lợi tốt và an toàn. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Bước sang tháng 10 âm lịch, hứa hẹn là vận trình tình cảm của những chú trâu độc thân sẽ có một tháng mới tươi sáng với điều kiện là bạn dám bước ra khỏi vùng an toàn. Những người có chung quan điểm sống cũng chưa chắc là người phù hợp với bạn, do đó cứ vui vẻ mở lòng và tìm hiểu người khác giới bạn nhé. Nhờ có tam hội ghé thăm mà người tuổi Sửu tháng này sẽ trao cho thời gian và cơ hội để suy nghĩ kỹ hơn về sự lựa chọn của mình. Các xung đột cũ dần được hóa giải, biến những đối thủ cũ thành bạn đồng hành với mình. Tuy nhiên, ngũ hành xung khắc cũng nhắc nhở rằng khi có xung đột thì nên tìm cách hóa giải sớm nhé. Bạn nên lưu ý rằng sự im lặng kéo dài có thể dẫn tới những hiểu lầm. Tiếng vọng quá khứ cũng có thể xảy đến trong chuyện tình cảm. Bạn cần cẩn trọng để đưa ra các phản ứng hợp tình hợp lý. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2022 của người tuổi Sửu xuất hiện thiên cẩu hung tinh gây hại cho sức khỏe. Nhiều người vì không thể tập trung nên thường xuyên dùng tới cà phê và trà sữa, nhưng việc này đang âm thầm phá hoại sức khỏe của bạn đấy nhé. Thời tiết này lúc khác, lạnh, nóng, thất thường. Bạn nên mặc nhiều lớp, tùy tùy vào tình huống mà thích nghi. Đừng để lạnh hay nóng quá vì điều đó có là nguyên nhân để khiến bạn bị cảm. Nên ăn uống một cách lành mạnh để gia tăng sức đề kháng cho cơ thể, phòng tránh bệnh theo mùa. Nếu thường xuyên đi ra ngoài vì lý do công việc thì cũng cần phải đề cao các phương án an toàn, nhất là tránh những sự cố bất ngờ có thể xảy đến. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Sửu vào tháng 10 âm lịch năm 2022 như sau. Một, tuổi Kỷ Sửu, mệnh hỏa, nam sao Thổ Tú, nữ sao Vân Hợi, khẩu quyết. Bạn trở thành thật và thẳng thắn quá mà gây mất lòng người khác. Quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Hợi, tiểu nhân, tuổi Tỵ, tuổi Mùi, màu sắc may mắn, màu trắng, màu đỏ. Hai, tuổi Tân Sửu, mệnh thổ, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết. Hãy đối xử hòa nhã cho người khác một con đường lui. Quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Ngọ, tiểu nhân, tuổi Tuất, tuổi Mão, màu sắc may mắn, màu vàng, màu hồng. 3. Tuổi Quý Sửu, mệnh mộc, nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tú, khẩu quyết. Đừng đánh giá người khác quá chủ quan. Quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Thân, tiểu nhân, tuổi Dậu, tuổi Tỵ, màu sắc may mắn, màu trắng, màu tím. 4. Tuổi Ất Sửu, mệnh kim, nam sao Thổ Tú, nữ sao Vân Hợi, khẩu quyết. Một chuyện giao du sẽ rất hữu ích cho việc tái tạo lại năng lượng. Quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão, tiểu nhân,
Tuổi Sửu, tuổi Tý, màu sắc may mắn, màu trắng, màu nâu. 5. Tuổi Đinh Sửu, mệnh thủy, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết. Đừng vướng vào những chuyện không liên quan đến mình. Quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Ngọ, tiểu nhân, tuổi Mùi, tuổi Mão, màu sắc may mắn, màu hồng, màu tím. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2022 của người tuổi Dần, nhiều áp lực nhưng đầu tư có lợi. Tử vi tháng 10 âm lịch của những chú hổ cho thấy giữa bộn bề cuộc sống, bạn vẫn tìm ra hướng đi phù hợp cho mình nếu đủ kiên nhẫn và nhanh nhẹn. Vì thế hãy kiên trì với con đường mình đã chọn và thực hiện đến cùng với quyết tâm đã đề ra. Tháng mới có tử hành xung, dự báo tháng này người tuổi Dần có thể đối phó với những áp lực liên quan đến gia đình, môi trường sống, hoặc có thể phải đối diện với các vấn đề như chuyển chỗ ở, thay đổi việc làm. Nên dành thời gian xem xét nhiều hơn về khả năng, hạn chế của bản thân khi gặp các vấn đề thay vì đặt quá nhiều kỳ vọng vào những người khác. Nguyệt lệnh thai khiến bạn có lỗi tư duy, lỗi mòn. Đây là điểm hạn chế khiến bạn khó phát triển điểm mạnh, dù bản thân là người chăm chỉ và sáng tạo. Thiên đức mang tới cơ hội thăng quan tiến chức cho người tuổi Dần, nếu biết chớp lấy thời cơ thì bạn hoàn toàn có thể. Ngoài ra, người tuổi Dần cũng đang có cơ hội phát tài phát lộc trong thời gian này, nhất là những ai đang khởi nghiệp đã tìm được hướng đi mang về doanh thu ổn định cho công ty của mình làm chủ. Xem tử vi tháng 10 âm lịch năm Nhâm Dần 2022 của người tuổi Dần qua từng phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Sự khéo léo rất quan trọng trong khoảng thời gian này. Bản mệnh tương tác tốt với đồng nghiệp, tiền bối, khách hàng sẽ có một tháng mới làm việc ưng ý. Đây là lúc các mối quan hệ ổn định, cho bạn nhiều cơ hội tiếp xúc với mọi người xung quanh, tăng cường kết nối và bày tỏ ý kiến, cảm xúc của bản thân. Đây cũng là thời gian tốt để tìm kiếm những cơ hội mới cho đời sống tình cảm hay hợp tác công việc. Nên lưu tâm đến điều kiện và điều tiết kế hoạch thời gian, đừng để vấn đề trở nên rối rắm do khối lượng công việc vượt quá tầm kiểm soát. Học cách tin tưởng vào khả năng của bản thân, sự tư duy một cách lý trí để lo lường các vấn đề thực tế và tìm kiếm hướng đi thuận lợi cho mình. 2. Luận về phương diện tài chính. Tháng 10 âm lịch chính tài mang lại tài lộc vô cùng rực rỡ cho người tuổi Dần trong tháng mới, nên việc đầu tư có lợi cho bản mệnh lúc này. Có nhiều tiền trong tay không có nghĩa là thoải mái chi tiêu. Bạn nên thận trọng chi tiêu, tránh mua bán quá mức gây tốn kém tiền của. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Do ngoại cảnh tác động khiến bạn gặp một số vấn đề trong đời sống tình cảm, bạn nghĩ ngợi nhiều về chuyện quá khứ. Nên rạch ròi quá khứ và hiện tại, cải thiện những hiểu lầm, tránh mâu thuẫn nảy sinh trong chuyện tình cảm. Bạn cũng cần học cách làm dịu những lo lắng, áp lực nội tâm làm tổn thương bản thân. Đây là tháng bạn đầu tư nhiều vào tình cảm và các mối quan hệ trong gia đình như cha mẹ, con cái, anh chị em. Đây là giai đoạn cảm xúc được cải thiện đáng kể, giúp bạn tìm kiếm những mối quan tâm mới. Tuy nhiên, đừng quá bị u mê, vướng mắc vì những gì bạn kỳ vọng quá thường dễ gây thất vọng. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Tử vi tháng 10 âm lịch năm Nhâm Dần 2022 của người tuổi Dần cho thấy, ngũ hành tương sinh, sức khỏe đã được cải thiện rõ rệt trong khoảng thời gian này. Có thể vì bạn đã có kế hoạch điều chỉnh sức khỏe phù hợp với bản thân. Nhiều người hoàn toàn có thể có được mục tiêu giảm cân của mình một cách rực rỡ, lấy lại được eo thon và vóc dáng gọn gàng. Nhưng nên lưu ý thời điểm này không có lợi cho sức khỏe trẻ em và người cao tuổi, nhất là những người lớn tuổi rất dễ xảy ra tình trạng mạch máu, khó thông suốt, gây đột quỵ, nhồi máu cơ tim.
Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi dần trong tháng 10 âm lịch năm 2022 như sau. 1. Tuổi Canh Dần mệnh mộc. Nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết, trở nên khôn lỏi, kẻo bị ghét bỏ. Quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Ngọ, tiểu nhân tuổi Thìn, tuổi Mão, màu sắc may mắn màu vàng, màu đen. 2. Tuổi Nhâm Dần mệnh kim. Nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương, khẩu quyết, tránh việc ôm đồm quá nhiều việc cùng một lúc. Quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Thân, tiểu nhân tuổi Hợi, tuổi Thìn, màu sắc may mắn màu đen, màu trắng. 3. Tuổi Giáp Dần mệnh thủy. Nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết, nên học hỏi từ người có thành tích tốt hơn bạn. Quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Thìn, tiểu nhân tuổi Mùi, tuổi Thân, màu sắc may mắn màu xanh lá, màu trắng. 4. Tuổi Bính Dần mệnh hỏa. Nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết, hãy học cách khen ngợi người khác chân thành hơn. Quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Thân, tiểu nhân tuổi Mão, tuổi Tỵ, màu sắc may mắn màu hồng, màu đỏ. 5. Tuổi Mậu Dần mệnh thổ. Nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương, khẩu quyết, tránh những quyết định quá vội vàng, chóng vánh. Quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Mão, tiểu nhân tuổi Dậu, tuổi Dần, màu sắc may mắn màu vàng, màu nâu. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2022 của người tuổi Mão, nhất định phải đề cao giải pháp an toàn. Tử vi tháng 10 âm lịch của người tuổi Mão chỉ ra rằng liều lĩnh không hề có lợi cho bạn vào lúc này. Thay vào đó, hãy lùi một bước để hạn chế những rủi ro có thể ập tới bất cứ lúc nào. Tháng 10 âm lịch, nguyệt lệnh tuyệt khiến bạn mệnh dễ rơi vào trạng thái hoang mang, mất phương hướng, làm gì cũng cảm thấy lo sợ, bất an. Thời gian này có dấu hiệu công việc bấp bênh, chưa vững vàng, thường có sự thay đổi. Bạn không quyết giải quyết theo hướng nào thì có lợi cho mình, vì làm gì cũng thấy có vấn đề không vui xảy đến. Đây cũng là tháng mà bạn nên tập trung vào việc lập kế hoạch dài hạn cho tương lai, thay vì nghĩ ngắn, tính vội. Bạn cũng cần khéo léo trong các tương tác xã hội, tránh gây mâu thuẫn, mất đoàn kết tập thể. Đừng quên đôi khi giữa lý tưởng và thực tế luôn luôn có sự khác biệt, đòi hỏi bạn phải học cách chấp nhận và vượt qua nó, thay vì trách tội đổ lỗi cho người khác không cần thiết. Xem tử vi tháng 10 âm lịch năm Nhâm Dần 2022 của người tuổi Mão qua từng phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Tử vi tháng 10 âm lịch cho thấy vận trình sự nghiệp của những chú mèo phát triển không theo kế hoạch nên bạn cảm thấy lo lắng, bất an. Bạn có thể vấp phải sự lộn xộn về giờ giấc, thời gian, công việc gây ảnh hưởng đến kế hoạch chung, nên có sự sắp xếp khoa học hơn, nên chia sẻ rõ ràng quan điểm cá nhân nếu muốn giành được sự tán thành của những người xung quanh bạn. Dù bản thân là người có năng lực, nhưng chỉ vì một số vướng mắc mà bạn không phát huy được, thậm chí còn có cảm giác bị tù túng, không làm được việc gì khi đối mặt với áp lực. 2. Luận về phương diện tài chính. Thiên tài xuất hiện che chở giúp cho người tuổi Mão thoát khỏi khó khăn về tiền bạc. Nếu như đi kèm theo đó là một số cái bẫy thì bạn cần phải tỉnh táo để nhận diện. Cuộc sống gây nhiều áp lực cho bản mệnh về tài chính. Dù bạn có nhiều tiền nhưng có nguy cơ liên quan đến tranh chấp, giải quyết các khoản nợ nần, mâu thuẫn tiền bạc. 3. Luận về phương diện tình cảm, gia đạo. Ngũ hành tương sinh cho thấy đây là lúc để hòa giải, gắn kết và yêu thương. Người tuổi Mão có thể tập trung vào lĩnh vực gia đình và cá nhân. Không chỉ chú ý tới các trách nhiệm, nghĩa vụ của người thân, bạn cũng cần lưu ý tới các khác biệt trong quan điểm, lắng nghe mọi người thay vì cãi vã một cách căng thẳng. Tuy nhiên, mặt khác, cựu tử bay về phương Tây Nam, người mệnh này có thể gặp buồn phiền về chuyện con cái không nghe lời. Bạn nên dành thêm nhiều thời gian cho gia đình, tâm sự, chia sẻ với con cái để có tiếng nói chung.
4. Luận về phương diện sức khỏe. Tử vi tháng 10 âm lịch của những chú mèo cho thấy thời tiết mùa thu ẩm, nóng, thất thường ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng không khí, khiến bạn thường xuyên rơi vào tình trạng khó thở. Hãy chú ý hơn tới sức khỏe của mình, ăn nhiều hoa quả để gia tăng sức đề kháng bạn nhé. Bạch hổ hung tinh mang điềm báo tai họa, gây bất lợi cho sức khỏe của bản mệnh. Khi đi đâu cũng ưu tiên các sự lựa chọn an toàn nhất cho bản thân. Không nên cố gắng tham gia các trò chơi mạo hiểm vì có nguy cơ xảy ra rủi ro cao trong khoảng thời gian này. Khi sử dụng dao kéo cũng phải thật thận trọng, tập trung nếu không muốn dễ bị cắt vào tay. Đi đâu cũng ăn nói khiêm tốn, nếu không dễ dẫn tới tình trạng tranh cãi, vướng vào họa huyết quan. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Mão trong tháng 10 âm lịch năm 2022. 1. Tuổi Tân Mão, mệnh mộc, nam sao Mộc Đức, nữ sao Thủy Diệu, khẩu quyết. Bạn có nhiều thay đổi tích cực và có sức ảnh hưởng tới người khác nhiều hơn trước. Quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Hợi, tiểu nhân, tuổi Thìn, tuổi Tỵ, màu sắc may mắn, màu trắng, màu tím. 2. Tuổi Quý Mão, mệnh kim, nam sao Vân Hấn, nữ sao La Hầu, khẩu quyết. Có những quyết định sai khiến bạn hối hận khá lâu. Quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Tỵ, tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Tý, màu sắc may mắn, màu trắng, màu đỏ. 3. Tuổi Ất Mão, mệnh thủy, nam sao Thủy Diệu, nữ sao Mộc Đức, khẩu quyết. Nên lắng nghe một nửa của mình nhiều hơn. Quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Thìn, tiểu nhân, tuổi Dần, tuổi Tuất, màu sắc may mắn, màu xanh lá, màu hồng. 4. Tuổi Đinh Mão, mệnh hỏa, nam sao Mộc Đức, nữ sao Thủy Diệu, khẩu quyết. Tính toán lại tiền bạc và ưu tiên cho các kế hoạch dài hạn. Quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mùi, tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Thân, màu sắc may mắn, màu đen, màu nâu. 5. Tuổi Kỷ Mão, mệnh thổ, nam sao Vân Hấn, nữ sao La Hầu, khẩu quyết. Không vội vàng chỉ trích ai đó khi chưa hiểu rõ vấn đề. Quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Dần, tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Tỵ, màu sắc may mắn, màu vàng, màu đỏ. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2022 của người tuổi Thìn, sự nghiệp hanh thông, không lo vận hạn. Tử vi tháng 10 âm lịch cho thấy chính cách phản ứng với một sự cố một cách khôn ngoan, bình tĩnh nên không có vấn đề gì có thể ảnh hưởng tiêu cực tới cuộc sống của bạn trong tháng mới này cả. Dường như bạn không hài lòng với hiện trạng và mong muốn thay đổi tình thế, nguyệt lệnh mộ cho thấy lối tư duy của những chú rồng có phần khác biệt, thậm chí có người cho rằng bạn lập dị. Rất hợp lý khi bạn mong muốn tìm kiếm cơ hội mới cho mình. Tuy nhiên, nên suy nghĩ mọi thứ một cách thấu suốt, có kế hoạch, đừng để những phút chốc bốc đồng khiến bạn đưa ra những sự lựa chọn sai lầm. Chính ẩn xuất hiện trong tháng, nâng cao để công việc thuận lợi. Khi mọi thứ đi vào cuồng quay thì rất đỡ tốn nhiều thời gian công sức như trước đây. Thời gian này tình hình tài chính không có gì đáng lo lắng, nghĩ ngợi khi bạn sống rất tiết kiệm. Dù mua sắm gì, bạn cũng cân nhắc mọi thứ khá kỹ càng, luôn suy tính trước sau. Có thể nói, khả năng quản lý tiền bạc của bạn được cải thiện rõ rệt khi bạn không còn ham mê mua sắm như trước đây. Bạn quá tốt, cũng có khi trở thành điểm yếu, nên học cách điều chỉnh lại trạng thái cảm xúc trong một số tình huống. Hãy đặt bản thân lên trên. Đây hoàn toàn không phải là sự ích kỷ mà là điều cần thiết để bạn cân bằng cuộc sống. Xem tử vi tháng 10 âm lịch năm 2022 của người tuổi Thìn qua từng phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Tháng mới hỏi hạ với nhiều dự định, kế hoạch ấp ủ, bạn có thể đón nhận một vài tín hiệu vui trong tháng này là kết quả sau những nỗ lực phấn đấu suốt thời gian dài vừa qua. Đừng quên chia sẻ điều đó với những người bạn yêu mến. Giải thần ghé thăm, nhờ thế mà bản mệnh có khả năng thấu hiểu, thấu cảm. Bạn không cần phải dùng quy lực như người khác vẫn kính nể.
Nhiều vận hạn của bạn vì thế mà được lùi xa, mang lại cho bạn tháng mới hành thông thuận lợi. Những ai đi xin việc nếu còn không quan tâm vẻ bề ngoài, ăn mặc thiếu chuyên nghiệp thì cơ hội tìm được việc mới sẽ không cao. Bạn nên nhớ rằng với hai người có cùng năng lực thì bạn sẽ ưu tiên người có vẻ ngoài thu hút hơn. Nếu bạn giỏi và xuất sắc thì đó là một câu chuyện khác, vì có thể họ sẽ bỏ qua những khía cạnh còn lại. Thế nhưng bạn cũng bình thường như bao người thì nên biết quan tâm cả trang phục đi làm khi đi phỏng vấn nhé. 2. Luận về phương diện tài chính. Tháng 10 âm lịch, có tài, có lộc, có nhiều cơ hội thu hút tiền bạc cho những chú rồng. Nhiều người làm ăn có lợi, số đơn đặt hàng tăng nhanh đáng kể trong tháng. Tuy nhiên, ngũ hoàng nhập cung chính tay báo hiệu mệnh chủ trong tháng này dễ bị tiểu nhân hãm hại, dẫn đến họa kiện tụng, dính dáng tới pháp luật. Do đó, những gì liên quan đến tiền cần phải minh bạch rõ ràng. Nếu có tiền trong tay thì ưu tiên trả những khoản nợ có lãi cao ngay lập tức, chớ để đêm dài lắm mộng, đừng để kéo dài thêm phiền phức khi bạn có tiền lại làm việc khác, thậm chí là để cho đi nhưng cố tình ngó lơ khoản nợ của mình. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2022 của người tuổi Thìn cho thấy ngũ hành xung khắc có khả năng xảy ra xung đột trong suy nghĩ và hành động, khiến tình cảm giữa hai người rạn nứt. Tuy nhiên, nếu ai đó chia sẻ thì bạn sớm nhận ra rằng bản thân đã suy nghĩ quá nhiều, đối phương là người tốt bụng, hiền hòa và bên cạnh đó có một số nhược điểm là điều không thể tránh khỏi. Hãy đón nhận và yêu thương thay vì chỉ trích đối đầu. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Đây là khoảng thời gian bạn nên tập trung rèn luyện sức khỏe, chăm sóc thể chất tinh thần, dành thời gian ở bên cạnh người thân yêu của mình nhiều hơn. Yếu tố tinh thần tốt cũng phần nào giúp bạn cải thiện bệnh tật, nhất là những ai có bệnh nặng, thời gian này cũng cảm thấy đỡ hơn trước. Có nhiều thời gian hơn để thực hiện các dự định còn đang dang dở. Ngoài ra, những ai đang bận rộn vì công việc, đừng cho rằng mình khỏe nên bắt đầu lơ là. Dù bạn bận đến mấy cũng đừng quên sức khỏe là yếu tố quan trọng. Bởi khi có sức khỏe, bạn mới có thể đảm bảo tốt công việc và duy trì các mối quan hệ. Cẩm nang phượng vận cho từng tuổi Thìn vào tháng 10 âm lịch năm 2022 như sau. 1. Tuổi Nhâm Thìn mệnh thủy, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết. Bạn biết vui với những gì mình đang có. Quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Tý, tiểu nhân, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Màu sắc may mắn, màu trắng, màu đen. 2. Tuổi Giáp Thìn, mệnh hỏa, nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tú, khẩu quyết. Những câu chuyện tiêu cực có ảnh hưởng tới bạn khá nhiều. Quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Mùi, tuổi Dần. Màu sắc may mắn, màu tím, màu xanh. 3. Tuổi Bính Thìn, mệnh thổ, nam sao Thổ Tú, nữ sao Vân Hẳn, khẩu quyết. Một số điều bạn tiết lộ gây ra những bất lợi cho bạn. Quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dậu, tiểu nhân, tuổi Thân, tuổi Mùi. Màu sắc may mắn, màu đen, màu hồng. 4. Tuổi Mậu Thìn, mệnh mộc, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết. Hãy tập trung cải thiện thu nhập trong thời gian này. Quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Thân, tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn, màu đen, màu hồng. 5. Tuổi Canh Thìn, mệnh kim, nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tú, khẩu quyết. Suy nghĩ cẩn thận trước khi nhận xét về ai đó. Quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Hợi, tuổi Dần. Màu sắc may mắn, màu trắng, màu cam. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2022 của tuổi Tỵ. Cẩn thận bị lừa mất tiền vì thiếu sự hiểu biết. Bước sang tháng Tân Hợi, những chú rắn càng ham làm giàu lại càng dễ rơi vào cái bẫy mà người ta đã vẽ ra, có vẻ rất hợp tình, hợp lý với bạn.
Sự nghiệp của người tuổi Tỵ có phần lung lay. Việc hoàn thiện một công việc từ đầu đến cuối không phải là điều mà bạn ưu tiên hay quan tâm hàng đầu vào lúc này. Sự hấp dẫn của những cuộc vui đùa luôn có sức ảnh hưởng lớn với bạn. Đây chính là lý do mà sự nghiệp của những chú rắn có phần không ổn định hoặc thay đổi nhiều ngành nghề khác nhau. Nhiều người muốn thay đổi công việc, bạn cũng có thể sẽ thiên về những công việc mang tính chất làm tự do, cá nhân như tự khởi nghiệp. Ảnh hưởng của đại hao nên tiền cứ thế đội nón ra đi với rất nhiều lý do, có thể nói như cưới hỏi, ma trai, sinh nhật. Đó là chưa kể bạn bị lừa số tiền lớn chỉ vì cả tin, thiếu hiểu biết. Thay vì sống vội như trước thì người tuổi Tỵ nên sống chậm rãi, khoan thai và không vội vàng để có cơ hội tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc. Nguyệt lệnh tử cho thấy những chú rắn rất vất vả, tự mình cản đảng mọi việc và hiếm khi có sự giúp đỡ nào đó. Do đó nếu có gì thì nên chủ động tìm cách giải quyết, đừng đợi ai đó chỉ vì họ cố hứa hẹn, ậm ừ rồi có cho có với bạn mà thôi. Sức khỏe cũng có vấn đề khiến bạn cần quan tâm vào tháng này. Nếu không thì cũng là bệnh của người già, trẻ con trong nhà khiến bạn mệt mỏi và tiêu tốn tiền bạc. Xem tử vi tháng 10 âm lịch năm 2022 của người tuổi Tỵ qua từng phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2022 cho thấy những chú rắn không thừa nhận những lỗi lầm của bản thân thì càng có nguy cơ không được đánh giá cao trong công việc của mình. Tinh thần làm việc của bản mệnh trong tháng này có dấu hiệu sao nhãng, do có tính cả thèm trống trảng. Bạn có thể sẽ nhảy sang bất cứ dự án mới nào mà mình cảm thấy hứng thú mà bỏ mặc nhiệm vụ hiện tại của bản thân. Tinh thần cạnh tranh không hẳn là một điều xấu bởi vì mọi người luôn cần sự khẳng định bản thân. Thế nhưng nếu thái quá thì có nghĩa là bạn thiếu đi sự khiêm tốn nhã nhặn cần thiết. Ngoài ra, trong cách giao tiếp với mọi người, nhớ tránh hiểu lầm, kẻo xảy ra những xung đột không đáng có. Nếu có thể nên giúp đỡ nhau trong công việc thì càng tốt. Bản mệnh được xem là người có đa tài, có khả năng trong nhiều lĩnh vực lại thảo phát. Thế nhưng, bạn đừng quá tự phụ vì sự thông minh của mình. Điều đó chưa đủ để đảm bảo có hạnh phúc và giàu có. Người thông minh trong thiên hạ rất nhiều, nhưng không phải ai thông minh cũng giàu hay hạnh phúc. 2. Luận về phương diện tài chính. Tình hình tài lộc của người tuổi Tỵ không thực sự khởi sắc, nhất là những ai cố tình gian dối trong làm ăn, thì lúc này lãnh hậu quả nặng nề. Khi không còn ai muốn hợp tác, cũng là một số đơn đặt hàng, các hợp đồng lần lượt giảm sút đáng kể. Đừng than mình tại sao mãi nghèo nữa, hãy thực sự hành động. Trước tiên là kiếm thêm số tiền nhỏ và tìm cách gia tăng dần theo thời gian. Trong thời đại có sự giàu có, bạn phải dùng cái đầu để kiếm tiền. Bởi nếu dùng tay chân mà không dùng trí óc thì chỉ là công cụ và nô lệ của người có đầu óc. Người tuổi Tỵ bước sang tháng mới nhận ra rằng muốn kiếm nhiều tiền phải biết lựa chọn. Sự lựa chọn chính của bản mệnh là con đường kiếm tài lộc. Không biết lựa chọn, bạn sẽ mất đi phương hướng, từ đó tiền bạc cũng vụt khỏi tầm tay. 3. Luận về phương diện tình cảm. Sóng gió trong chuyện tình cảm giữa hai người là điều khó tránh khỏi khi mà ở bên nhau lâu, hai người sẽ thường xuyên nảy sinh những bất đồng. Tử hành xung xuất hiện trong tháng này nhắc nhở bản mệnh cẩn thận trong từng lời ăn tiếng nói nếu không muốn tình cảm rạn nứt thêm. Ngược lại, chiến tranh lành cũng rất dễ nguy hiểm cho mối quan hệ của bạn. Đây là thời điểm bạn thể hiện những suy nghĩ của mình một cách tích cực và chủ động. Hãy xem thái độ của đối phương và đừng quên điều chỉnh cách cư xử với họ. Nếu một căng thẳng nào đó xuất hiện thì bạn cũng có lỗi trong việc này đấy. 4. Luận về phương diện sức khỏe.
Tháng này có dấu hiệu bạn hay bị ốm vặt hơn một phần là do thời tiết, hoặc cũng có thể là do sức đề kháng của bạn bị giảm sút. Để tăng cường việc ăn uống và uống đồ ấm, hạn chế uống những đồ lạnh, ưu tiên ăn những hoa quả theo mùa. Sau nguyệt mã di chuyển nên cẩn thận trong việc di chuyển đi lại, có điểm tai nạn bất ngờ ở tứ chi, hai tay, hai chân khi đi lại phương tiện giao thông. Bạn nên cố gắng sắp xếp thời gian để có giấc ngủ trưa. Giấc ngủ trưa giúp bạn có thể tái tạo lại năng lượng sau nửa ngày làm việc và giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Tỵ vào tháng 10 âm lịch năm 2022. 1. Tuổi Quý Tỵ, mệnh Thủy, nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương, khẩu quyết: mọi tiến triển không diễn ra một sớm một chiều, hãy tiếp tục cố gắng. Quý nhân phù trợ: tuổi Thìn, tuổi Mùi, tiểu nhân, tuổi Mão, tuổi Dần, màu sắc may mắn: màu vàng, màu trắng. 2. Tuổi Ất Tỵ, mệnh Hỏa, nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết: nên lựa chọn cách thức làm việc hiệu quả cao hơn. Quý nhân phù trợ: tuổi Hợi, tuổi Thìn, tiểu nhân, tuổi Tỵ, tuổi Dần, màu sắc may mắn: màu vàng, màu đỏ. 3. Tuổi Đinh Tỵ, mệnh Thổ, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết: thu nhập chỉ cải thiện khi bạn biết cách cân đổi lại thời gian trước đã. Quý nhân phù trợ: tuổi Mão, tuổi Mùi, tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Thìn, màu sắc may mắn: màu trắng, màu cam. 4. Tuổi Kỷ Tỵ, mệnh Mộc, nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương, khẩu quyết: nhớ giữ mồm giữ miệng, cẩn thận lời mình nói ra. Quý nhân phù trợ: tuổi Thìn, tuổi Sửu, tiểu nhân, tuổi Tỵ, tuổi Hợi, màu sắc may mắn: màu xanh lá, màu cam. 5. Tuổi Tân Tỵ, mệnh Kim, nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết: hãy hoàn thành với mục tiêu của mình đã đề ra. Quý nhân phù trợ: tuổi Hợi, tuổi Ngọ, tiểu nhân, tuổi Mùi, tuổi Thân, màu sắc may mắn: màu hồng, màu tím. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2022 của người tuổi Ngọ: càng vội vàng càng vấp phải nhiều sai lầm đáng tiếc. Tử vi tháng 10 âm lịch của những chú ngựa chỉ ra rằng thời gian này bạn nên ưu tiên cuộc sống đơn giản, tĩnh lặng hơn thì mới có lợi. Ngược lại, sự nhiệt tình thái quá và vội vàng khiến bạn dễ phạm lỗi. Hầu hết nguyên nhân không xuất phát từ bạn, nhưng hãy giữ tâm thế chủ động. Như vậy, bạn mới vượt qua một tháng 10 âm lịch một cách tốt đẹp hơn. Thiên quan gây ra không ít rắc rối khiến bạn dù có lên kế hoạch từ trước cũng có những cản trở không kịp trở tay. Đó cũng là lúc bạn nhận ra đâu là thiếu sót của mình để rút kinh nghiệm. Nếu là lỗi mất đi mất lại thì bạn cũng nên kiểm điểm lại bản thân của mình. Bạn là kiểu người rất thẳng thắn, đàng hoàng và không thích tranh luận. Bạn biết đâu là giới hạn của vấn đề là biết cách dừng lại đúng lúc nên những tranh cãi cũng có thể sớm kết thúc mà thôi. Bên cạnh đó, những chú ngựa cũng nhận ra rõ rằng lời nói luôn có tính sát thương rất cao, từ đó bạn biết cách lựa chọn câu nói để biểu đạt đúng nơi, đúng lúc. Bạn tự tin thể hiện cá tính và lòng trắc ẩn của mình vì bạn là một người vô cùng đặc biệt. Dù bản thân là người nhiều nhiệt huyết, nhưng sau những tổn thương gây ra những ngày đầu tháng thì tinh thần của bạn trùng lại. Nhất là khi nguyệt lệnh bệnh khiến bạn lười đi, không thích hoạt động, bạn tìm kiếm sự an ổn như là cách để làm dịu vết thương trong lòng. Tuy nhiên, lời khuyên dành cho người tuổi Ngọ lúc này là tránh thái độ hờn dỗi, dù cho là công việc hay trong tình cảm. Việc này không thật sự hiệu quả, khiến cho bạn trở nên bị u mê, vướng mắc, chẳng thể mà còn giúp bạn không đạt được những mong muốn của mình. Xem tử vi tháng 10 âm lịch năm 2022 của người tuổi Ngọ qua từng phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Thiên hình là sao xấu xuất hiện trong tháng 10 âm lịch cảnh báo người tuổi Ngọ trở nên vội vàng trong bất cứ quyết định nào. Nhanh nhẹn là cần thiết, nhưng việc đó cũng có mặt tiêu cực như sai nhiều. Đôi khi bạn xem thường người chậm chạp hơn khiến họ khó chịu.
Cho dù bản thân là người chủ động, song sáo, nhưng không phải ai cũng như bạn. Hãy tôn trọng sự khác biệt này. Người khác tuy chậm chạp nhưng họ làm đến đâu, chắc đến đó, ít sai sót. Ngũ hoàng nhập cung chính tay, báo hiệu mệnh chủ trong tháng này dễ bị tiểu nhân hãm hại. Hãy chuẩn bị tinh thần cho những tin đồn sai lệch, không phải để xử lý mà để lờ đi chúng. Trước khi đưa ra quyết định lớn, đặc biệt là về sự nghiệp, bạn nên lùi lại quan sát kỹ lưỡng hơn. Tháng này, bạn càng khiêm tốn càng có lợi. Nếu không giữ thói quen này thì sẽ hành xử bất cẩn, dễ gây họa, thậm chí là bị chê xấu thì càng dễ bị phạm tù tội. Ngược lại, thay vì quá nhiệt tình như trước, nếu tháng này bạn có xu hướng nội hơn với phong cách làm việc chỉnh chu, nghiêm túc thì khó có ai có thể bắt bẻ được bạn. 2. Luận về phương diện tài chính. Tử vi của người tuổi ngọ vào tháng 10 âm lịch năm 2022 nói rằng những người mệnh này có thể sẽ phải đi xa để giải quyết công việc, do đó bản mệnh phải tiêu tốn một khoản kha khá cho việc đi lại, ăn uống, khảo sát thị trường, quan hệ đối tác. Ảnh hưởng của tiểu hao nên người tuổi ngọ dù có nguồn thu đáng kể nhưng vẫn bị rò rỉ từng chút một vì những khoản chi nho nhỏ nhưng khá nhiều và dồn dập. Có những người vay tiền với số tiền nhỏ nhưng nhiều lần bạn khó bị từ chối dù biết rằng họ vay sẽ không bao giờ trả. Tháng này, bạn cũng nên kiểm soát lại các khoản tiền đã đầu tư trước đây, xem có những khoản nào không hiệu quả. Giải pháp tốt nhất lúc này là thay đổi. Nếu bạn đang mắc kẹt với một dự án không sinh lời, đã đến lúc dừng cuộc chơi. Một cơ hội tuyệt vời khác sẽ đến với bạn, giảm chấp nhận rủi ro. Đừng chỉ ngồi đó mà ao ước hay ghen tị về cuộc sống sung túc của người khác. Vì nếu bạn thật sự hành động, chính bạn cũng có được cuộc sống như mơ đó. Chỉ là khó khăn ban đầu sẽ khiến bạn trùng bước và bỏ cuộc mà thôi. Do đó hãy xây dựng quyết tâm đủ lớn và kiên trì hoàn thành mục tiêu. 3. Luận về phương diện tình cảm. Ngũ hành xung khắc không tốt cho vận trình tình cảm của người độc thân. Không cẩn thận, có thể bạn bị lừa vì quá ngây thơ và cả tin. Những mối quan hệ mới cần phải có thêm thời gian để xem xét, nên tránh việc vội vàng trao cả tiền bạc hoặc tài sản cho người ta nhé. Trong khi đó, nhiều người không thể quên được người cũ làm ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại. Bạn không thể nào không quên đi những ký ức đau buồn nếu như liên tục nhìn thấy những cảnh vật khơi gợi những kỷ niệm xưa cũ. Bạn có thể thực hiện những hoạt động mới mẻ như thay đổi màu son, loại nước hoa, sơn lại tường, sử dụng tinh dầu có mùi hương mới. Người đang có đôi nhớ rằng đối phương không thể nào thay đổi một sớm một chiều chỉ nhờ vào một câu nhắc nhở của bạn. Hãy chấp nhận một số đặc điểm cá tính của vợ hoặc chồng như là cách họ đang chấp nhận bạn vậy. Cả hai đều không hoàn hảo và cần phải tìm cách dung hòa, thấu hiểu thay vì cố gắng chỉ trích làm tổn thương lẫn nhau. Tuy nhiên, với những mối quan hệ đã không thể nào cứu vãn được nữa thì bạn nên sớm dứt áo ra đi. Càng níu kéo càng mệt mỏi và lãng phí thêm thời gian của cả hai. Bạn xứng đáng có được cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc hơn. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Nguyệt lệnh bệnh khiến cho những chú ngựa trong tháng này thường xuyên xuất hiện với quẻ ngoài thiểu sức sống, ví dụ như da dẻ không hồng hào hay bị xanh xao vàng vọt do thiếu ngủ, ăn uống không đủ chất. Bạn nên gác bớt bộn bề của cuộc sống sang một bên để có thêm nhiều thời gian chăm sóc cho bản thân, con cái. Ngoài ra, thời tiết này khiến cho mạch máu khó thông suốt, do đó bản mệnh nên thường xuyên vận động trong thời gian ngắn, không nên làm việc hay tập luyện võ sức. Thay đổi một số điều quen thuộc trong thời điểm này là chìa khóa giúp bạn chữa lành, ví dụ như thử học thiền, yoga, tập trung vào cải thiện tinh thần cơ thể cũng là bạn sẽ phục hồi lại nhanh hơn. Cẩm nang phượng vận cho từng tuổi ngọ vào tháng 10 âm lịch năm 2022. 1. Tuổi Giáp Ngọ, mệnh kim, nam sao Vân Hỡn, nữ sao La Hầu, khẩu quyết. Tránh đôi co với người không hiểu chuyện. Quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Hợi, tiểu nhân tuổi Mùi, tuổi Thân,
màu sắc may mắn màu xám, màu đỏ. 2. Tuổi Bính Ngọ, mệnh thủy, nam sao thủy diệu, nữ sao mộc đức, khẩu quyết. Hãy thử một thói quen mới lành mạnh để thay đổi cuộc sống. Quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Thìn, tiểu nhân tuổi Hợi, tuổi Tý. Màu sắc may mắn màu đen, màu đỏ. 3. Tuổi Mậu Ngọ, mệnh hỏa, nam sao mộc đức, nữ sao thủy diệu, khẩu quyết. Nhớ kiểm soát tài chính một cách nghiêm khắc hơn. Quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Thìn, tiểu nhân tuổi Dần, tuổi Sửu. Màu sắc may mắn màu nâu, màu vàng. 4. Tuổi Canh Ngọ, mệnh thổ, nam sao Vân Hợi, nữ sao La Hầu, khẩu quyết. Tình cảm có nhiều bất ổn do thiếu sự chia sẻ, đồng cảm. Quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Dậu, tiểu nhân tuổi Mão, tuổi Tỵ. Màu sắc may mắn màu trắng, màu tím. 5. Tuổi Nhâm Ngọ, mệnh mộc, nam sao thủy diệu, nữ sao mộc đức, khẩu quyết. Cẩn thận những kẻ hay nói những lời ngọt ngào. Quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tiểu nhân tuổi Hợi, tuổi Mão. Màu sắc may mắn màu trắng, màu hồng. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2022 của người tuổi Mùi. An ổn nhiều niềm vui nhưng đừng quên nỗ lực. Xem tử vi tháng 10 âm lịch của người tuổi Mùi cho thấy cuộc sống của bản mệnh lúc này có nhiều điều kiện thuận lợi hơn trước. Tuy nhiên, đây chưa phải là lúc nghỉ ngơi. Bạn hãy nỗ lực tiếp tục để phát huy tối đa những lợi thế mình đang có. Tháng 10 âm lịch chỉ ra rằng các vấn đề trong lĩnh vực cá nhân đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Nhìn chung, cuộc sống của người tuổi Mùi đã dễ thở hơn nhiều so với những tháng trước đây. Tháng mới, nhiều người tuổi này có thể nhận được tin vui liên quan tới sự phát triển của bản thân, nhận được sự công nhận và giúp đỡ của mọi người xung quanh. Nguyệt lệnh mộc dục cho thấy bạn được nhiều người yêu mến, vì thích phong cách phóng khoáng, ai nhờ cũng vui vẻ giúp đỡ, thậm chí bạn bỏ ra không ít công sức để hỗ trợ cho người khác. Tuy nhiên, bạn cũng dễ bị ảnh hưởng bởi những yếu tố bên ngoài, ví dụ như nghe lời ai đó vô tình nói điều gì không đúng về mình là bạn có thể buồn cả ngày. Ngũ quỷ hùng tinh xuất hiện dự báo có điềm tiểu nhân quấy phá. Lúc này bạn cần ý thức được rằng không phải mình đối xử tốt với người ta sẽ đáp lại điều tương tự. Hãy vui vẻ giúp đỡ họ và đừng quá kỳ vọng gì nhiều. Nếu bạn biết chuyện biển lớn thành chuyện nhỏ thành chuyện không, thì gì bạn cũng sẽ giảm bớt đi những việc lo nghĩ. Nếu không thường xuyên, sẽ bị stress gây ảnh hưởng tới sức khỏe. Vấn đề ở trong suy nghĩ của chính bạn mà thôi. Xem tử vi tháng 10 âm lịch năm 2022 của người tuổi Mùi qua từng phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Thiên ẩn xuất hiện trong tháng này báo tin vui cho những chú rê biết rằng nỗ lực của bạn trong nhiều tháng qua đã bắt đầu có kết quả. Nhiều người nhận được thưởng nhờ sự chăm chỉ và xử lý vấn đề khá khôn ngoan. Tuy nhiên, vẫn có một số chuyện sẽ gây áp lực cho người tuổi Mùi khiến bạn phải nghĩ ngợi căng thẳng. Đừng để những chuyện đã qua quấy rầy mình, nếu không bạn sẽ mệt mỏi và có xu hướng lặp lại sai lầm. Cần chuẩn bị tâm lý khi phải gánh vác nhiều trách nhiệm công việc, nên tìm kiếm cộng sự nếu có thể. Điều quan trọng là đón nhận sự giúp đỡ và sẵn sàng giúp đỡ người khác, bởi đó là con đường hai chiều. 2. Luận về phương diện tài chính. Tháng 10 âm lịch chỉ ra đây là cơ hội để người tuổi Mùi cải thiện tình hình không thuận lợi, tìm kiếm cơ hội đảm bảo phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của bạn. Sự thay đổi tích cực giúp bạn giải quyết các vấn đề còn tồn động trong công việc, duy trì bầu không khí hài hòa trong tập thể. Bản mệnh chỉ cần tập trung vào vấn đề tài chính, xem số liệu thu chi có cân đối và hài hòa hay không. Hứa hẹn khi bạn làm tốt những việc trên sẽ mang tới một số tin vui về tiền bạc. Nhưng cũng cần nhắc nhở bạn nên lập kế hoạch chi tiêu hợp lý, hình thành thói quen tiết kiệm. Bạn có thêm năng lượng và sự tự tin để giải quyết mọi áp lực một cách có trật tự. Tìm kiếm cảm giác an toàn cho bản thân.
Thông qua các mối quan hệ, bạn cũng sẽ có cơ hội kiếm tiền. Những người đang học hành, nghiên cứu có vận may, cơ hội thăng tiến tốt. 3. Luận về phương diện tình cảm. Tử vi tháng 10 âm lịch cho thấy tam hợp ma vận trình tình cảm của người tuổi Mùi có một tháng mở rực rỡ. Người độc thân vui vẻ hơn trong các cuộc gặp gỡ hẹn hò, nhờ thế mà người tuổi Mùi cần nhắc rõ việc ai có thể cùng mình chung đôi. Tuy nhiên, bản mệnh cũng có xu hướng khoe khoang, trưng diện cho mình về vật chất. Chính điều này sẽ dễ thu hút những sở thích xa hoa phung phí. Bạn nên ưu tiên lựa chọn trang phục đẹp nhưng nhẹ nhàng, đừng quá mọi chuyện. Những cặp đôi thời gian này đang trải qua giai đoạn khá hài hòa vui vẻ. Hai người sẵn sàng cùng ngồi lại với nhau, bàn tính các kế hoạch tương lai và từng bước nỗ lực thực hiện. Bạn cũng có thể tháo gỡ được những tình trạng khó khăn về cảm xúc, giải quyết xung đột trong quan hệ cha mẹ, con cái trong gia đình. Nên điều chỉnh thói quen làm việc và nghỉ ngơi hợp lý để tránh mệt mỏi về thể chất lẫn tinh thần. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Ngũ hành xung khắc ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của những chú dê, cũng chỉ vì bạn lơ là chăm sóc cơ thể của mình. Có thể vì cố gắng đạt được mục tiêu khác trong cuộc sống nên bạn đã bỏ bê việc cải thiện sức khỏe. Không những thế, ảnh hưởng của ngũ quỷ hung tinh gây hại sức khỏe, lúc này bản mệnh nên cố gắng sắp xếp lại công việc để có nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi. Thời tiết mùa này cũng ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của bạn, khi mà thời điểm dễ bị ho khan, khô mũi, khô da. Bạn nên lưu ý trong việc tạo độ ẩm cho môi trường sống của mình nhé. Cẩm nang phượng vận cho từng tuổi Mùi vào tháng 10 âm lịch năm 2022. 1. Tuổi Ất Mùi, mệnh kim. Nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tú, khẩu quyết. Hãy bao dung, bỏ qua lỗi lầm của nhau. Quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Tỵ. Màu sắc may mắn, màu cam, màu hồng. 2. Tuổi Đinh Mùi, mệnh thủy. Nam sao Thổ Tú, nữ sao Phân Hợn, khẩu quyết. Bạn có những quyết định khôn ngoan giúp thay đổi cuộc sống. Quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Ngọ. Tiểu nhân, tuổi Mão, tuổi Thìn. Một. Tuổi Ất Mùi, mệnh kim. Nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tú, khẩu quyết. Hãy bao dung, bỏ qua lỗi lầm của đối phương. Quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão. Tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Tỵ. Màu sắc may mắn, màu cam, màu hồng. 2. Tuổi Đinh Mùi, mệnh thủy. Nam sao Thổ Tú, nữ sao Phân Hợn, khẩu quyết. Bạn có những quyết định khôn ngoan giúp thay đổi cuộc sống. Quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Tỵ. Tiểu nhân, tuổi Mão, tuổi Thìn, màu sắc may mắn, màu trắng, màu tím. 3. Tuổi Kỷ Mùi, mệnh hỏa. Nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết. Những mối quan hệ tốt đẹp cho bạn thêm động lực để phát triển sự nghiệp. Quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Tuất. Tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Sửu, màu sắc may mắn, màu vàng, màu nâu. 4. Tuổi Tân Mùi, mệnh thổ. Nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tú, khẩu quyết. Bạn suy nghĩ tích cực hơn trước và có cuộc sống tốt hơn. Quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Mão. Tiểu nhân, tuổi Hợi, tuổi Thìn. Màu sắc may mắn, màu trắng, màu đỏ. 5. Tuổi Quý Mùi, mệnh mộc. Nam sao Thổ Tú, nữ sao Phân Hợn, khẩu quyết. Một số ý kiến trái chiều tác động lên bạn. Quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Tuất. Tiểu nhân, tuổi Thìn, tuổi Sửu. Màu sắc may mắn, màu trắng, màu xanh lam. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2022 của người tuổi Thân. Vận trình thuận lợi nhưng cẩn thận với kẻ đang ghen tị. Tử vi tháng 10 âm lịch chỉ ra rằng tháng mới, những chú khỉ khá hơn tháng trước khi mà công việc làm ăn thuận lợi. Tuy nhiên, không nên khoe mẽ, kẻo có người tìm cách hãm hại. Tháng mới là thời điểm khá hiệu quả
và năng suất của con giáp này khi bản mệnh bận rộn với công việc. Hết dự án này kết thúc thì xuất hiện thêm những dự án khác. Bạn cũng có thể có những chuyến du lịch, công tác, học hành, thi cử. Bạn cần nhiều năng lượng và đòi hỏi sự tập trung cao độ. Do đó cần chuẩn bị tâm lý cho sự hỏi hả này. Bản mệnh là người có năng lực nên không có việc gì có thể làm khó được bạn quá lâu. Cuối cùng, bạn cũng tìm ra được giải pháp cho vấn đề của mình bằng sự quyết toán và dứt khoát. Tháng này để vượng nhập mệnh khiến bản mệnh có xu hướng kiêu ngạo, thích tranh giành, hiếu thắng hơn. Mặt tích cực của nó là bạn không sợ gian nan trước mắt, làm gì cũng quyết tâm hết mình. Ngược lại, điều tiêu cực là nó khiến cho không ít người khó chịu và tỏ ra chống đối với bạn. Mỗi khi bạn đề xuất gì sẽ bị họ tìm cách để phủ nhận, xét đoán hoặc thậm chí là chỉ trích. Tháng mới xuất hiện tử hành xung nhắc nhở người tuổi thân cẩn trọng với lời ăn tiếng nói vì thái độ có phần cao ngạo khiến người khác tức giận và gây ra xung đột với bạn. Ảnh hưởng của kiếp tài không hề nhỏ trong tháng này đòi hỏi bản mệnh phải thật cẩn trọng hơn trong cách thức làm việc, cho dù là những thứ bạn đã quá quen thuộc cũng không được chủ quan. Xem tử vi tháng 10 âm lịch năm 2022 của người tuổi thân qua từng phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Tháng 10 âm lịch mang tới nhiều tin tốt lành đối với người tuổi thân. Bạn có được sự may mắn về sự nghiệp và các nguồn lực hỗ trợ. Người tuổi này nhớ sắp xếp mọi thứ có khoa học hơn để biết nên tập trung vào đâu. Các kế hoạch dài lâu đóng vai trò quan trọng trong tháng này, bạn nên hoạch định lại lối sống mà mình mong muốn. Điều khiến mình hài lòng và không hài lòng là trong những nhiệm vụ đã qua. Nhờ thế, bạn sẽ thoát ra khỏi những kỳ vọng quá lý tưởng và không bị thất vọng khi cuộc sống chẳng như ý. Bạn có thể giải quyết những vấn đề liên quan tới công việc, lấy lại quyền kiểm soát trật tự ban đầu mình mong đợi. Tuy nhiên, người tuổi thân cũng đừng quá chủ quan khi thấy mọi việc đang diễn ra êm đềm. Lúc này vẫn có âm sát xuất hiện cảnh báo người âm thầm âm mưu hãm hại bài trò lừa bịp đối với bạn. Do đó, người tuổi thân cần phải có đủ bản lĩnh để tránh xa những cám dỗ mà họ đã vẽ ra để hòng lừa được bạn. 2. Luận về phương diện tài chính. Bước sang tháng 10 âm lịch có lục bạch ngũ cung đồng bắc cho thấy người tuổi này có điềm báo phát tài, dễ nhận được những cơ hội kiếm tiền không thể tin được. Bạn có thể thu nhiều lợi nhuận về mình. Ngũ hành tương sinh mang lại cơ hội kết nối mạng lưới, tìm kiếm lời khuyên và sự hỗ trợ để các kế hoạch cá nhân hiệu quả. Hãy học cách khiêm tốn, tránh hoành quang, gây cho người khác ác cảm. Đây cũng là giai đoạn cần quyết tâm để giải quyết những khủng hoảng tài chính, dàn xếp những khúc mắc trong hợp tác đầu tư, nên chú ý đến những nguy cơ tiềm ẩn về mặt vật chất để cuộc sống có sự chủ động. 3. Luận về phương diện tình cảm. Trong tháng, thái âm các tin rất tốt cho nữ mệnh về vận trình tình duyên. Lúc này hứa hẹn sẽ có những nhân duyên tốt lành và tốt đẹp diễn ra được đối tượng như ý. Những cặp đôi mới cưới cần học cách giải quyết các vấn đề trong cuộc sống cùng nhau, tránh áp lực ảnh hưởng tới mối quan hệ. Bạn nên cân bằng giữa cảm xúc cá nhân và những người xung quanh, nhưng đừng vì thế mà giấu đi những cảm xúc thật của chính mình. Những cặp đôi có được thời gian ý nghĩa bên nhau, những bữa cơm gia đình đầm ấm giúp cả hai gắn kết tình cảm. Do đó, dù bận rộn thế nào cũng nên sắp xếp thời gian trở về nhà sớm bạn nhé. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Ngũ hành tương sinh là cơ hội để con giáp người tuổi thân cải thiện sức khỏe nhanh chóng. Nếu có mục tiêu nào về cân nặng hay cải thiện vấn đề tinh thần thì nên thiết lập sớm và hành động ngay. Tập thể dục cũng là một cách thư giãn hiệu quả của con giáp này.
Thời gian này vì bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi được vận động. Một bài thể dục nhẹ nhàng trước khi ngủ là điều lý tưởng nhất để kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi của bạn. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Thân vào tháng Tân Hợi năm 2022 như sau. 1. Tuổi Bính Thân, mệnh hỏa, nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết. Thấy nhiều ý tưởng nên quan tâm tính thực tế của chúng. Quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Tỵ, tiểu nhân, tuổi Thìn, tuổi Ngọ, màu sắc may mắn, màu trắng, màu nâu. 2. Tuổi Mậu Thân, mệnh thổ, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết. Năng lượng tích cực của bạn có thể lan tỏa tới mọi người. Quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tiểu nhân, tuổi Mão, tuổi Thìn, màu sắc may mắn, màu trắng, màu tím. 3. Tuổi Canh Thân, mệnh mộc, nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương, khẩu quyết. Có quá nhiều người tốt muốn giúp đỡ bạn. Quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Sửu, tiểu nhân, tuổi Dậu, tuổi Tỵ, màu sắc may mắn, màu vàng, màu hồng. 4. Tuổi Nhâm Thân, mệnh kim, nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết. Hãy tránh xa những cơ hội béo bở, dễ ăn, kẹo đó là cái bẫy. Quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Sửu, màu sắc may mắn, màu hồng, màu cam. 5. Tuổi Giáp Thân, mệnh thủy, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết. Cho phép bản thân nghỉ ngơi khi quá mệt mỏi. Quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Hợi, tiểu nhân, tuổi Mùi, tuổi Tỵ, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu đen. Tử vi tháng 10 âm lịch năm Nhâm Dần 2022 của tuổi Dậu, thiếu tập trung, không thể hiện được cá tính riêng của bản thân. Tử vi tháng 10 âm lịch chỉ ra rằng, những chú gà khá vất vả để tìm kiếm được số tiền hiện tại, do đó đừng vì những phút bốc đồng mà chi tiêu quá phung phí. Tuổi Dậu bước vào tháng 10 âm lịch, bản mệnh dễ mất tập trung vì có quá nhiều mục tiêu nhảy nhót trong đầu. Đã đến lúc bạn đặt bút xuống để viết ra những mong muốn của mình, sau đó loại bỏ bớt những gì không thực tế. Nguyệt lệnh mộc dục chỉ ra rằng bạn khó ổn định tâm lý và tư tưởng cũng chỉ vì cá tính có mới nới cũ, dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài. Mỗi khi làm điều gì, bạn đầy ắp những hy vọng, thế nhưng nhanh nản vì đối mặt với khó khăn. Bạn phải trải qua cảm giác thất vọng này và sẵn sàng đối đầu mới có cơ hội thay đổi cuộc sống. Dịch mã chủ về dịch chuyển cho thấy công sức bỏ ra không ít nhưng bù lại sẽ có thành quả xứng đáng trong tương lai. Không ít người càng vất vả bôn ba song sáu thì thu hoạch càng lớn. Ngũ hành tương sinh có lợi cho việc hợp tác, nhất là khi bản mệnh là người có tài năng, hoạt bát, được mọi người yêu mến, tin tưởng. Thế nên, hãy đừng làm cho người khác thất vọng vì đã trao niềm tin cho bạn nhé. Xem tử vi tháng 10 âm lịch năm Nhâm Dần 2022 của người tuổi Dậu qua từng phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Tháng mới hứa hẹn những chú gà sẽ gặp gỡ được những người có sức ảnh hưởng. Để củng cố mối quan hệ, bạn có thể tình nguyện giúp đỡ họ trong các dự án lớn, đánh đổi một chút thời gian và công sức để có được những kinh nghiệm vô giá. Tỷ Kiên nhắc nhở bản mệnh nhớ rằng không phải cái gì cũng đi theo kế hoạch. Quan trọng là bạn phải thích nghi với hoàn cảnh một cách nhanh chóng để có thể tìm ra cách xử lý vấn đề, sau đó không quên rút kinh nghiệm riêng cho bản thân mình nữa. 2. Luận về phương diện tài chính. Bước sang tháng Tân Hợi, người tuổi Dậu kiếm được tiền, nhưng đó là thành quả do sự vất vả mà có được, do đó nhất định phải trân trọng từng đồng do mình làm ra. Bản mệnh rất dễ bị xúi dục tham gia những dự án đầu tư ma vì chúng sẽ vẽ ra những kế hoạch trông rất có lý với lợi nhuận cao để bẫy những người thiếu hiểu biết. Nếu tò mò thì có thể tìm hiểu, nhưng khi không xuống tiền thì cần phải tỉnh táo nhé.
Lời khuyên dành cho những chú gà trong thời gian này đó là cần tìm cách để điều chỉnh kế hoạch chi tiêu và tiết kiệm đầu tư. Có vẻ bạn đã phung tài quả trán trong thời gian vừa qua do những nhu cầu không thực sự cần thiết như quần áo hay mỹ phẩm. 3. Luận về phương diện tình cảm. Mộc Dục chủ về đào hoa chỉ ra rằng vận trình tình duyên của người tuổi Dậu trong tháng mới khá hứa hẹn. Người độc thân có người săn đón yêu chiều, thế nhưng bạn vẫn cần thêm thời gian để cân nhắc tình cảm của mình và xem đối phương có phù hợp không nhé. Hãy tận hưởng niềm vui trong quá trình tìm hiểu đối phương một cách thoải mái. Các cặp đôi đã tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống, hạn chế những đối đầu vì những chuyện không đâu. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Thời tiết mùa này khá khó chịu, bạn nên thường xuyên đeo khẩu trang khi ra ngoài đường để bảo vệ mình khỏi khói bụi độc hại. Ngoài ra nên thường xuyên sử dụng dưỡng da để bổ sung dưỡng chất cho làn da vì bị khô, vì không khí hành khô. Ngoài ra, bạn cũng có thể tận dụng khoảng thời gian chậm lại này để chăm sóc bản thân thông qua những buổi tập yoga, đạp xe hoặc đơn giản tận hưởng khoảng không gian rảnh rỗi này. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Dậu vào tháng 10 âm lịch năm 2022. 1. Tuổi Đinh Dậu mệnh hỏa, nam sao thủy diệu, nữ sao mộc đức, khẩu quyết. Hãy thẳng thắn nhìn vào vấn đề của mình. Quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Sửu, tiểu nhân, tuổi Thìn, tuổi Dậu, màu sắc may mắn, màu hồng, màu tím. 2. Tuổi Kỷ Dậu, mệnh thổ, nam sao mộc đức, nữ sao thủy diệu, khẩu quyết. Hãy thận trọng với những kẻ hay nói xấu sau lưng của bạn. Quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Tỵ, tiểu nhân, tuổi Mão, tuổi Tuất, màu sắc may mắn, màu vàng, màu hồng. 3. Tuổi Tân Dậu mệnh mộc, nam sao Vân Hợn, nữ sao La Hầu, khẩu quyết. Hãy thử nhường phần thắng cho người khác. Quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Sửu, tuổi Tý, màu sắc may mắn, màu trắng, màu tím. 4. Tuổi Quý Dậu mệnh kim, nam sao Thủy Diệu, nữ sao Mộc Đức, khẩu quyết. Đừng tiêu tốn thời gian, công sức cho người không đáng. Quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Hợi, tiểu nhân, tuổi Tuất, tuổi Mùi, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu đen. 5. Tuổi Ất Dậu mệnh thủy, nam sao Mộc Đức, nữ sao Thủy Diệu, khẩu quyết. Ở nhà nhiều hơn để chuẩn bị những bữa ăn ngon, lành mạnh. Quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dậu, tiểu nhân, tuổi Tuất, tuổi Mão, màu sắc may mắn, màu vàng, màu trắng. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2022 của tuổi Tuất, tài chính rực rỡ, bù đắp tháng ngày vất vả. Tử vi tháng 10 âm lịch chỉ ra rằng, đối với người tuổi Tuất đang trải qua giai đoạn may mắn nhất trong năm, do đó hãy tận hưởng từng phút giây này một cách trọn vẹn nhất, nhưng cũng đừng quên đề ra các kế hoạch hành động tiếp theo. Bước sang tháng 10 âm lịch, người tuổi Tuất có được một tháng tràn đầy may mắn, cho thấy quan đới ghé thăm mang lại tinh thần lạc quan cùng với thái độ làm việc độc lập tự chủ của con giáp này. Nhờ thế mà bản mệnh rất tự tin trong các quyết định của mình, tạo cảm giác tin tưởng đối với người khác, thậm chí mọi người còn sẵn sàng làm theo những chỉ dẫn của bạn. Tháng mới có thể thấy bản mệnh luôn đầy ắp ý chí và tràn đầy sức sống, có những ý tưởng bứt phá luôn đi trước thời đại. Năng lượng này có sức lan tỏa mạnh mẽ và tác động tích cực tới mọi người ở gần bản mệnh. Không những thế, có những người tuổi này và một số cộng sự cũ khá ăn ý có thể có những cơ hội tái hợp trong một dự án mới. Vì thế hãy chuẩn bị đưa ra những ý tưởng táo bạo mà bạn đang nung nấu để thảo luận. Dù là trong công việc hay trong cuộc sống, thì người tuổi Tuất cũng nên giữ lời hứa, nhất định thực hiện những gì đã nói ra bạn nhé.
Bạn mệnh đừng hứa quá nhiều trong lúc vui nếu không muốn người khác thất vọng chỉ vì sau đó bạn đã quên hết những lời nói đó hoặc không có thời gian để thực hiện chúng. Thiên diêu chủ về đào hoa cho thấy dù bạn độc thân hay đã có đôi vẫn thu hút rất nhiều người khác giới nhờ ngoại hình ưa nhìn và cách nói chuyện cuốn hút. Thế nhưng đừng vì thế mà xa đà bị cuốn theo những tình cảm ngoài luồng nhé. Bạn phải dứt khoát từ chối người không phù hợp hoặc họ đang gây ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng của bạn. Xem tử vi tháng 10 âm lịch năm 2022 của người tuổi Tuất qua từng phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Bước sang tháng 10 âm lịch, có thể thấy bạn có phong cách độc đáo, thông minh lanh lợi, có khiếu hài hước. Nhờ thế mà có các mối quan hệ rộng rãi, việc này rất tốt cho việc làm ăn, kinh doanh của bạn. Trong tháng này, chính ẩn tương trợ cho các dự án mà người tuổi Tuất tham gia được giúp đỡ rất nhiều. Thậm chí có những việc bạn lường trước là rất khó khăn thì bỗng trở nên dễ dàng đến kỳ lạ. Tháng mới xuất hiện một đối tác phù hợp cho các dự án của mình, nhưng bạn cần phải thật sáng suốt trước khi bắt tay hợp tác với bất kỳ ai. Hãy đảm bảo rằng bạn đã từng làm việc với họ qua một vài dự án nhỏ. Thái dương các tinh rất tốt cho mệnh chủ là nam giới về công việc của họ trở nên hanh thông, thuận lợi hơn. Ngay lúc bạn cảm thấy thành công nhất thì cũng là lúc bạn nên đề ra những kế hoạch hành động tiếp theo với mục tiêu cao hơn để chuẩn bị sẵn sàng bắt tay hành động. Việc này rất cần thiết để nó có thể kéo bạn ra khỏi những ảo tưởng cho nên ngủ quên trên chiến thắng vừa qua. 2. Luận về phương diện tài chính. Tháng 10 âm lịch, người tuổi Tuất thường có những quyết định sản xuất liên quan tới lĩnh vực tiền bạc trong tháng. Do đó, lý do mà không ít người tuổi này có tiền bạc rủng rỉnh, các nguồn thu lần lượt đổ về mỗi ngày. Kết quả này hoàn toàn xứng đáng cho những vất vả, khổ cực mà bạn bỏ ra để gia tăng các nguồn thu bằng nhiều công việc khác nhau. Nhất là những ai đang duy trì lối sống tiết kiệm trong một khoảng thời gian dài thì lúc này đã có thể tự mua những món quà nho nhỏ để tự thưởng cho bản thân của mình. Tháng mới cho thấy bát bạch bay về hướng chính bắc, người làm ăn kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản dễ có cơ hội phát tài, đạt được những thành công khiến nhiều người ngưỡng mộ. Đây hoàn toàn không phải là thành công sau một đêm mà đó là kết quả của nhiều năm qua. Ngoài ra thời gian này, bạn cũng có thể dùng một khoản tiền để làm từ thiện, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn nữa nhé. Điều này không ảnh hưởng quá nhiều tới tài sản của bạn, nhưng lại có tác dụng nhân đôi, nhân ba niềm vui. 3. Luận về phương diện tình cảm. Tử vi tuổi Tuất vào tháng 10 âm lịch có nguyệt lệnh quan đới khiến cho bạn sống cảm xúc hơn, bạn nhạy cảm hơn hay giận dỗi mỗi khi không đạt được mong muốn. Việc này không tốt cho các cặp đôi mới yêu vì càng gây ra những hiểu lầm không đáng có. Nếu muốn mối quan hệ tình cảm của bạn không đi vào ngõ cụt, đừng hoảng loạn, hãy xem đây là cơ hội để bạn nhìn nhận và đánh giá lại tình cảm giữa bạn và người ấy. Điều quan trọng là bạn phải làm rõ về định hướng và cả hướng đi trong tương lai của hai bạn. Bên cạnh đó, đây cũng là thời điểm để người tuổi Tuất kết nối lại đối với những mối quan hệ cũ. Hãy mời đối phương đi ăn tối hoặc một buổi tiệc nho nhỏ tại gia để thắt chặt tình cảm. Thế nhưng ngũ hành xung khắc chỉ ra một số rắc rối trong đời sống tình cảm khi có những người xa đà với mối quan hệ không lành mạnh. Bạn dễ rơi vào những tình huống bỏ thì thương, vương thì tội. Bạn cần phải dứt khoát càng sớm càng tốt nếu không muốn gặp rắc rối ngày càng gia tăng. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Tháng 10 âm lịch cũng là lúc thời tiết đã lạnh hơn, mạch máu khó thông suốt, dễ gây ra tình trạng đột quỵ hay nhồi máu cơ tim. Do đó nếu luyện tập, bạn cũng nên ưu tiên những bài tập nhẹ nhàng, không nên gắng quá sức.
Ngoài ra, nên lưu ý cả việc chọn trang phục khi đi làm vì thời tiết này thay đổi nóng lạnh khó lường. Nên mặc đồ nhiều lớp để dễ dàng thay đổi theo từng hoàn cảnh cụ thể. Với những ai hay có thói quen tụ tập với bạn bè để rượu chè là điều không nên một chút nào. Lúc này bạn nên dành thời gian cho bản thân, ví dụ như ở nhà để nghỉ ngơi, đọc sách hoặc xem một bộ phim yêu thích. Để giải tỏa căng thẳng khi kết thúc một ngày dài, bạn có thể lắng nghe những bản nhạc nhẹ nhàng trước khi ngủ để dễ đi vào giấc mơ hơn. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Tuất vào tháng 10 âm lịch năm 2022. 1. Tuổi Mậu Tuất mệnh mộc, nam sao Thổ Tú, nữ sao Phân Hợi khẩu quyết. Những kẻ xấu thường núp bóng người tốt, nhớ cẩn thận hơn. Quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Dậu, tiểu nhân, tuổi Mão, tuổi Tỵ, màu sắc may mắn màu trắng, màu đỏ. 2. Tuổi Canh Tuất mệnh kim, nam sao Thái Dương, nữ sao Thái Bạch khẩu quyết. Bạn nhớ rạch ròi trong các mối quan hệ. Quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Mùi, tiểu nhân, tuổi Dần, tuổi Ngọ, màu sắc may mắn màu trắng, màu xanh lá. 3. Tuổi Nhâm Tuất mệnh thủy, nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tú khẩu quyết. Đừng quá keo kiệt với bản thân, bạn cần biết tận hưởng thành quả của mình một chút. Quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Hợi, tiểu nhân tuổi Tý, tuổi Dậu, màu sắc may mắn màu cam, màu trắng. 4. Tuổi Giáp Tuất mệnh hỏa, nam sao Thổ Tú, nữ sao Phân Hợi khẩu quyết. Trực giác đã mang lại cho bạn cảm nhận rất chính xác. Quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Sửu, tiểu nhân tuổi Dần, tuổi Dậu, màu sắc may mắn màu đen, màu vàng. 5. Tuổi Bính Tuất mệnh thổ, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch khẩu quyết. Đừng quá tự tin, hãy luôn có kế hoạch rút lui khi cần. Quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Ngọ, tiểu nhân tuổi Thìn, tuổi Sửu, màu sắc may mắn màu trắng, màu tím. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2022 của người tuổi Hợi, sức khỏe sa sút nên yêu thương bản thân hơn. Tử vi tuổi Hợi vào tháng 10 âm lịch năm 2022 chỉ ra rằng đã đến lúc bạn cần phải gác lại sự bộn bề hiện tại để tập trung vào việc chăm sóc bản thân của mình từ thân tới tâm để có cuộc sống hạnh phúc hơn. Người tuổi Hợi sẽ gặp khá nhiều khó khăn trong việc giao tiếp với cấp trên. Có thể vì hiểu sai ý nên công việc không thể diễn ra suôn sẻ như ý. Khi tranh luận với bất kỳ ai, bạn có xu hướng nổi nóng bất kiểm soát. Thật ra, trong những lúc nhạy cảm như thế này, bạn nên lùi xuống là điều cần thiết. Nếu công việc mãi chưa có thể tiến triển, thì bạn nên xem xét vấn đề ở đâu để tìm giải pháp. Là một chìa khóa để bạn có thể gỡ những khúc mắc. Mộc dục chủ về đào hoa chỉ ra rằng vận trình tình cảm của người tuổi Hợi trong tháng 10 âm lịch khá hứa hẹn. Người độc thân có người săn đón, yêu chiều, thế nhưng bạn vẫn cần thêm thời gian để cân nhắc tình cảm của mình và xem đối phương có phù hợp hay không. Hãy tận hưởng niềm vui trong quá trình tìm hiểu đối phương một cách thoải mái nhất. Tuy nhiên, về khía cạnh sức khỏe, có thái tuế hung tinh, rình rập, gây điềm báo, tai nạn bất ngờ, do đó bản mệnh cần lưu ý cẩn trọng trong công việc, nhất là xuất hành đi xa. Xem tử vi tháng 10 âm lịch năm 2022 của người tuổi Hợi qua từng phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Tự hình khiến bản mệnh hay nóng vội, suy nghĩ tiêu cực, có xu hướng than thân trách phận, cho rằng mình làm nhiều nhưng lại không thành công như người khác. Trong khi đó còn có thương quan xuất hiện trong tháng, dự báo người tuổi Hợi gặp nhiều chuyện không vui tại nơi làm việc. Có lúc bạn có ý kiến đối đầu với cấp trên hoặc tranh cãi với đồng nghiệp. Ngoài ra con giáp này nên nhớ rằng việc giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn rất đáng trân quý. Song bạn đừng nên gánh hết trách nhiệm không thuộc về mình và để đối phương quá phụ thuộc vào bạn. Nếu cảm thấy tù túng,
ở nơi công sở, mọi sản thức giấc bạn không còn muốn đi làm nữa thì đã cần đến lúc cân nhắc. Bạn dành hầu hết thời gian ở chỗ làm nhưng nó đã vắt kiệt sức lực và tinh thần của bạn là điều không nên. Hãy nhớ, không bao giờ là quá muộn để thay đổi. 2. Luận về phương diện tài chính. Tử vi tháng 10 âm lịch của người tuổi Hợi cho thấy phương diện tiền bạc trong tháng cần nên chú ý việc chi tiêu để tránh rơi vào tình trạng rỗng túi trong thời gian tới. Đây cũng là thời điểm thích hợp để các cặp đôi ngồi lại xây dựng kế hoạch tài chính cho tương lai. Việc này cần thiết trong mối quan hệ để hạn chế những rắc rối có thể xảy ra liên quan tới tiền bạc. Nếu bạn cứ lơ là như thế thì vấn đề này không tồn tại thì đó là nguyên nhân khiến mâu thuẫn liên miên. 3. Luận về phương diện tình cảm. Nguyệt lệch mộc dục chỉ ra rằng bạn khó ổn định tâm lý và tư tưởng chỉ vì cá tính có mới nới cũ, dễ bị ảnh hưởng bởi những yếu tố bên ngoài. Để có thể là nguyên nhân gây rắc rối trong tình cảm, khi bạn chỉ nghe theo những lời đồn thổi mà không chịu đi xác minh sự thật. Tháng này rất tốt cho vận trình tình cảm của người độc thân. Đối với họ thì đây là cơ hội để đẩy tình bạn lâu năm lên thêm một bước tiến mới. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Tháng này chỉ ra rằng sức khỏe của người tuổi Hợi đang có chiều hướng xuống dốc. Hãy xem xét lại chế độ ăn uống và chăm sóc bản thân của mình nhiều hơn. Những hoạt động trước khi đi ngủ có thể ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ là chìa khóa quyết định liệu bạn có thức dậy với năng lượng tràn đầy hay không. Do đó nên hạn chế những việc lướt TikTok, lướt mạng xã hội hay chơi game. Ngoài ra còn giáp này nên luyện tập thể dục thể thao để giúp cơ thể khỏe mạnh như là cải thiện tâm trạng. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Hợi vào tháng 10 âm lịch năm 2022. 1. Tuổi Đinh Hợi. Mệnh thổ, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết. Hãy đánh giá lại vai trò của mình trong công việc. Quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Thìn, tiểu nhân tuổi Tuất, tuổi Ngọ, màu sắc may mắn màu đỏ, màu đen. Hai, tuổi Kỷ Hợi, mệnh mộc, nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương, khẩu quyết. Đừng ngại thừa nhận những khuyết điểm của bản thân. Quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Tuất, tiểu nhân tuổi Sửu, tuổi Dậu, màu sắc may mắn màu xanh lá, màu tím. Ba, tuổi Tân Hợi, mệnh kim, nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết. Hãy tôn trọng bất cứ ý tưởng khác biệt nào đó. Quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Tuất, tiểu nhân tuổi Thìn, tuổi Sửu, màu sắc may mắn màu tím, màu trắng. 4. Tuổi Quý Hợi, mệnh thủy, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết. Hãy thể hiện sự cảm thông thay vì chê bai điểm yếu của người khác. Quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Thân, tiểu nhân tuổi Mùi, tuổi Sửu, màu sắc may mắn màu vàng, màu nâu. 5. Tuổi Ất Hợi, mệnh hỏa, nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương, khẩu quyết. Bạn không nên tìm cách thay đổi nửa kia vì điều đó là vô ích. Quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Dần, tiểu nhân tuổi Dậu, tuổi Ngọ, màu sắc may mắn màu vàng, màu hồng.